Chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em xin phép review đến các bác một vườn chanh dây. Đây ra quả lần thứ hai rồi. Này mà quả vẫn rất là sai này các bác này. Đó. Hiện tại thì cây vẫn đang ra trái và trái chín cũng khá là nhiều. Vườn này thì quy mô rộng khoảng 3 sào. Đó, các bác thấy không? Chanh dây đang ra trái rất là sai, chuẩn bị được thu hoạch rồi nhé. Đó, trồng tốt lên trên kia. Cái cự ly trồng già này ấy, thì người ta trồng 3 mét một cây dàn trống. Đây, 3 mét một cây. Rồi cái dàn này thì người ta trồng bằng cây gỗ nhé, cây muồng hoặc là cây tre đó mọi người có thể tận dụng. Chanh dây này ấy, thì cái giống chúng ta có thể đặt giống chanh dây Đài Nông để chúng ta trồng. Đây, chỗ này trái đang chín này các bạn thấy không? Đó. Em đi qua em thấy vườn chanh dây này sai quá nên review lại để các bác tham khảo. Bên trên kia quá kìa, ra trái rất là sai. Người ta để cỏ như vậy không phải là người ta không làm mà để cỏ để nó giữ cái độ ẩm cho đất nhé. Tuy nhiên trồng chanh dây này thì các bác phải phun thuốc cũng khá là nhiều, từ thuốc kích thích cho tới thuốc phòng bệnh. Và thuốc trị những con côn trùng như là ong, kiến. Mới đầu trồng thì còn phải bọc ở bên dưới bằng những cái bao cơ, để tránh những cái con cọng, con kiến nó cắn mất ngọn. Chanh dây hiện tại thì có giá rất là ổn định các bạn, khoảng 9.000 đến 10.000 một ký chanh múc cơ. Còn chanh đẹp thì em cũng chưa hỏi giá ngày hôm nay. Chanh múc thì nó có giá ổn định bữa nay là vậy nhá. Đấy các bạn thấy không này, em đi ngược lại các bạn thấy rất là sai trái. Để em hái một trái rồi em bóc ra các bạn thấy. Đây bên trong ruột của nó này các bạn này. Đó, thấy không? Đó, rất là vàng và ươm luôn nhé. Ngọt lắm các bạn. Chanh dây chín cây đúng không? Rất là ngọt. Rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhé. Các bác xem video cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bác nhé.